Sáng ngày 6 tháng 9, tại hội trường tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng quốc tế nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý địa phương hiệu quả dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Tây Ninh. Đến dự có ông Jean-François Vider, Tổng Thanh tra Tài chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Công vụ Cộng hòa Pháp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia khóa bồi dưỡng có 40 học viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc, Phó Giám đốc giao phụ trách các sở ban ngành và tương đương, Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp phó sở ngành và tương đương có quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí đã tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả tại Cộng hòa Singapore được tổ chức đầu tháng 3 năm 2024. Cũng được cập nhật thêm 3 hợp phần tại Việt Nam trong khóa bồi dưỡng này. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, tham gia khóa bồi dưỡng, học viên được nâng cao nhận thức và phát triển các kiến thức kỹ năng như nhận thức về quản trị quốc gia hiện đại và hiệu quả, kinh nghiệm của Singapore và ứng dụng vào thực tiễn quản lý, lãnh đạo tại tỉnh Tây Ninh, kỹ năng tư duy phân tích, tư duy hệ thống và tư duy chiến lược. Khóa bồi dưỡng gồm 4 hợp phần đào tạo, 3 hợp phần tại Việt Nam và 1 hợp phần tại Singapore, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia trong nước và quốc tế có hiểu biết sâu sắc, giàu kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn, đã và đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao trong các bộ và cơ quan nhà nước của Việt Nam, Pháp và Singapore. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các học viên tham gia đầy đủ các buổi học, thời gian lên lớp cần tập trung nghiên cứu sâu các nội dung theo từng chuyên đề, tích hợp tham gia trao đổi các tình huống, chia sẻ những kinh nghiệm hay, áp dụng hiệu quả trong xử lý công việc hành chính, cùng nhau cập nhật những kiến thức mới ở trong nước và nước ngoài để vận dụng vào thực tiễn trong công tác hành chính của cơ quan, đơn vị địa phương trong thời gian tới.